Đây các bạn nhá, bây giờ sẽ xem tiến hành chặt thịt chó. Chào các bạn nhá, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn về món thịt chó quay ở đây. Hôm nay mình đang có mặt ở quán Đức Linh nhá. Nước nuôi đầy đủ. Chỉ có mỗi ở đây là phanh khơi kiểu này được nhiều ba chỉ thôi. Nước nuôi đầy đủ này. Con này mới chắc chỉ tầm 10 cân anh nhỉ. 10 cân, 1 cân. Nên chó trong này nó mới ngon nhỉ. Đấy, gia vị nhá. Đấy. Nhưng con to là thịt nó dày. Con nhỏ nó mỏng. Con nhỏ mỏng thịt cứ ước chừng tầm 10 cân là đẹp. Chó thì thế thôi, nó không lớn được, nó chó ngon. Chó lai nó mới to thì nó không ngon. Chó làng tầm này thôi. Em có chặt được thịt chó? Em thái được thôi, không chặt được đâu anh. À thế à? Tưởng hôm nào là mà chặt được. Nhưng mà chẳng qua nó cũng đẹp thôi. À thế à? Tập nhiều. Hôm nào phải tập luyện vào tay nghề phải như ông chủ ấy chứ. Ông chủ nhiều người khen lắm đấy. Cái chặt dứt khoát. Chặt cả thịt đẹp. Nhanh. Thoát thoát. Phân một. Mọi người khen con dao này sắc. Con dao sắc được. Dao chuyên để chặt chó rồi hả? Gia vị này, đấy, tuyệt vời đấy. Nước chấm này thì ngon tươi rồi luôn. Đây các bạn nhá, bên này là rất là nhiều món này. Rồi này, gan này. Đấy. Quay lại. Giờ sẽ khai đao ba chỉ. Nói chung là trong chó này người nào mỗi người có một sở thích ăn. Nhiều người phải ba chỉ. Nhưng bây giờ thì chán những cái đầu hay cổ mới ngon đấy anh nhỉ. Cổ với chính em ăn cổ chó mới ngon. Kia là bao nhiêu cân? Chỗ đấy hai mấy trăm ấy nhở? Hơn 300.000. Miếng này hơn 300k. Hơn 300 là chưa đồng cân đâu phải không? Chưa đồng cân nhỉ? Cân là 300 mà nhỉ? 350. 350 mà nhỉ? 350. Ôi! Một cân ăn muối rồi thôi. Cái này đấy. Đấy, món rồi này rất là tuyệt vời đấy. Sống trên đời biết món rời chó đấy. Đấy, phải ăn miếng rời chó mới được. Rời chó đây rất là ngon. Trên đời phải ăn món này. Rời chó mình cho lá cần không anh? Cái này có không? Có, cần có. Cần đồ xanh. Nóng lắm em ạ. Rồi để riêng. Cái này chỉ để hay để riêng à? Để đấy ăn luôn mà. Hai thằng thôi. Hai thằng tầm cân anh. Hai và hai thằng làm một cân đấy cả. Hai người mà ăn nhiều thế anh. Đó, cho tiền làm lắm. Cứ thế là ăn thôi bảo. Cho tiền là bắt ăn đấy đúng không? Ăn ở nhà chống dịch. Chắc là mới thịt chó thôi.
cho tiền bắt ăn thì phải ăn thôi. Cố ăn. Càng phết nhỉ. Hai người ăn làm này rồi. Có vợ tâm lý thế, thích ăn thịt chó. Và là bà chồng ở nhà. Thịt chó. Ăn là tuổi chó anh. Tuổi chó là ăn chó. Tốt, gọi là tốt đấy không? Đấy. Ê, không rồi, dưới này nóng hổi tuyệt vời nhỉ. Tay nghề đúng là quá siêu luôn. Cái này phải gọi thêm 2-3 đối thủ nữa nhỉ. 3 cao thủ nữa về. Đấy, như này. Đấy, thế là xong suất này nha các bạn nha, chưa được 1 cân đâu. 300.